8. Bát Đúc Má Bút Đá Hoàng Xá Lịch sử Đức Phật Hồng Liên Sau khi Đức Phật Át Nộ Má Đắc viên tịch đại nước Bàn thọ mạng của loài người giảm từ 100.000 năm xuống còn 10 tuổi rồi lại tăng lên đến A tăng kỳ tuổi và lại giảm dần xuống khi thọ mạng của loài người giảm xuống 100.000 tuổi Lúc đó Bồ Tát Bát Đúc Má đã thực hành phiên bản các pháp Ba La Mật và đang thọ hưởng cuộc sống chư thiên ở cung trời Đao Xuất Đà theo đúng truyền thống của chư vị Bồ Tát. Khi nhận lời tỉnh cầu của Chư Thiên và Phạm Thiên, Ngài xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng của bà mẹ Asama, chánh hậu của vua Asama. Bồ Tát đảng sanh trong rừng cây chầm bát cá sau 10 tháng. Vào lúc Bồ Tát bắt rút má đảng sanh, hoa sen từ trên bầu trời rơi xuống khắp cõi chim phù đề bao phủ các vùng biển chung quanh. Do đó, vào ngày đặt tên, các học giả và khuyến thuộc gọi ngài là Bát Bhadrut Má. Đời sống ở vương cung Khi Bồ Tát Bát Bhadrut Má đến tuổi trưởng thành, ngài vào sống trong ba cung điện Nandutara, Vasutara và Yasutara được hầu hạ bởi 30.000 cung nữ đứng đầu là chánh hậu Uttara. Ngài sống cuộc đời vương giả giống như ở cõi chi thiên trong 10.000 năm sự xuất gia. Khi đang sống như vậy thì hoàng hậu Út Tát Ra hạ sinh một hoàng nam tên là Rầm Má. Sau khi thấy bốn điềm tướng, ngài đi xuất gia trong bộ y phục của chư thiên, bằng xe sông mã và trở thành sa môn. Nói gương ngài, có 10 triệu người khác cũng xuất gia sa môn. Cùng với những vị sa môn này, Bồ Tát Bách Trúc Má -bá thực hành khổ hạnh trong 8 tháng. Sự thành đạo sau khi tinh tấn thực hành khổ hạnh trong 8 tháng, ngày thành đạo của Bồ Tát, Ngài đổ món cơm sữa do Đành Náo Quá Tì dân cúng, con gái của một vị trưởng giả tên là Sư Đành Náo Quá Tí ở thành phố Đành Náo Quá Tì. Sau nửa ngày trong rừng can xá lá ở gần đó, đến chiều, Ngài rời bỏ đồ chúng, một mình đi đến cây đại bồ đề. Trên đường đi, Ngài nhận 8 nắm cỏ do một người dị giáo tên Tiết Há Cá dân cúng. Và ngay khi trải mớ cỏ dưới cội cây bồ đề sô ná, thì vô địch bảo tọa cao 30 hắc tay từ dưới lòng đất xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo tọa và vận dụng bốn mức độ tinh tấn, Bồ Tát chiến thắng binh ma và chứng đắc nhất thiết trí trở thành một vị Phật, thế tôn của ba cõi. Ba thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Bá Đu Má Sau khi thành đạo, Đức Phật chánh biến tri Bá Đu Má trải qua 49 ngày ở 7 chỗ quanh khu vực cây Bồ Đề Nhân lời tính cầu của Phạm Thiên Ngài quan sát xem nên thuyết pháp ai trước và trông thấy các vị sa môn đồ chúng của Ngài số lượng 10 triệu Bằng Phật nhãn Ngài thấy họ đang trú ngụ ở khu vườn Đánh nàn Trái Giá gần thành phố Đành Náo Quá Tì Ngài mang y bác và lập tức xuất hiện ở khu vườn Khi thấy Đức Phật đi đến từ xa các vị sa môn với tâm tình tính đã đón tiếp ngài một cách nồng hậu, thỉnh y bát của ngài, thỉnh ngài ngồi vào chỗ ngồi đã được sẵn sẵn, chu đáo. Rồi họ đảnh lễ Đức Phật và ngồi quanh ngài. Cũng như chư Phật quá khứ, Đức Phật bắt đu má thuyết bài kinh chuyển pháp luân giữa hội chúng gồm nhân loại chư thiên và phạm thiên. Trong dịp ấy có một ngàn triệu nhân loại chư thiên và phạm thiên tỏ ngộ tứ diệu đế, chứng đạt giải thoát. Đây là đầm mà biết Bá Giá lần thứ nhất. Một dịp khác, Đức Phật về Hoàng Cung tiếp độ quyến thuộc, Ngài truyền phép xuất gia cho hai người em các mẹ là Hoàng tử Xà Lá và Hoàng tử Ú ba Sà Lá, cùng tùy tùng của họ và thuyết pháp đến 900 triệu nhân loại và chư thiên giúp họ chứng đạt đạo quả tối thượng. Đây là đầm mà biết xá má giá thứ hai. Lại một dịp khác, Đức Phật bắt đuốc má thuyết pháp giáo giới đến tuần giả rầm má và chúng sanh tham dự thời pháp ấy với số lượng 800 triệu gồm nhân loại Chi thiên và phạm thiên tất cả đều tỏ ngộ tiếu diệu đế chứng đạt giải thoát đây là trầm mà biết xá ma giá lần thứ ba ba kỳ đại hội thánh tăng bát đúc ma sanh bà tá có ba kỳ đại hội của những vị thiên văn đệ tử đức phật ở kỳ đại hội thứ nhất vua su bà quý Quá tá với một ngàn triệu tùy tùng đều trở thành thiện lai tỳ khưu và trong hội chúng ấy đức phật bát đúc Má đã ban lời giáo giới Ô qua đá, bà tí móc khá, đây là sanh ý bà tá lần thứ nhất. Trong một dịp khác, Đức Phật an cư ghét hạ và chỗ ngại đến khắc thực là Tí. Ngài đã thuyết pháp những cư dân đến ý kiến Ngài. Nhiều người khởi tâm tình tín với Đức Phật xuất gia tỳ khưu. Vào ngày rằm tháng giêng, Đức Phật bắt hút má làm lễ tự tứ với những vị tỳ khưu trong thành phố Tí và những vị tỳ khưu khác. Số lượng là 300.000 vị A-la-hán thiện lai tỳ khưu. Đây là sanh lý bà tá lần thứ hai. Khi những cư sĩ của thành phố nghe nói về các phước báo của lễ dân y Katina, họ bèn dân y Katina đến chúng tăng. Chúng tăng chỉ định trưởng lão xá há đứng ra thọ lãnh y Katina. Trưởng lão là đại đệ tử cánh tay phải của Đức Phật Bát Rút Má, là bậc tướng quân chánh Pháp. Rồi các vị tỳ khư phụng nhau, mây xong lá y trong ngày. Vì đây là việc làm của chư tăng, nên Đức Phật cũng tham dự một phần công việc là sâu chỉ luồng kim, khi công việc đã xong, Đức Phật cùng 300.000 vị tỳ khưu khởi hành lên đường. Sau đó Đức Phật an cư kết hạ tại một khu rừng giống như khu rừng Gosinga, đầy những cây xá lá. Trong khi Đức Phật lưu trú ở đó thì dân chúng đến viếng thăm Ngài. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì tâm tình tín của họ gia tăng và muốn trở thành sa môn. Nhân đó Đức Phật truyền phép xuất gia thiện lai tỳ khưu cho họ ngay tại đó. Rồi Đức Phật làm lễ tự tứ giữa trăm ngàn vị tỳ khưu, đây là tá thứ ba. Bồ Tát của Tâm Ma làm sư tử vương và được Đức Phật Bát Đúc Má thọ ký. Khi Đức Phật Bát Đúc Má đang ngủ ở khu rừng gồ gá thì Bồ Tát của chúng ta làm chúa của loài sư tử. Thấy Đức Phật đang nhập thiền diệt, sư tử vương bèn khởi tâm tình tín nên tỏ sự cung kính bằng cách đi quanh ngài ba vòng. Đầy hoan hỷ, vị ấy trỗi lên tiếng rống ba lần và nằm hầu suốt bảy ngày với tâm an trú trong hình ảnh của đức phật không đi kiếm vật thực vị ấy ở bên cạnh đức phật với tâm thành kính với nguy cơ phải mất mạng vì đói bảy ngày trôi qua và sau khi xuất khỏi thiền diệt ngài trông thấy sư tử và nguyện rằng nguyện cho sư tử này cũng có lòng tình tín đối với chư tăng đồng thời ngài cũng nguyện cho chư tăng đến gần ngài nguyện cho các vị tỳ khưu hãy đến đây ngay tức thì hàng chục triệu tỳ khưu đến tại chỗ ấy. Bồ Tát cũng khởi tâm tìm tiến đối với chúng tăng. Sau khi dò xét và biết được tâm của Bồ Tát, Đức Phật Bát Đức Má công bố lời tiên tri. Trong tương lai, vị sư tử vương này sẽ thành Phật danh hiệu là của Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ Tát đầy phấn chấn và quyết tâm tinh tấn thực hành phiên mãn 10 Pháp Ba La Mật. Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Bát Đức Má Nơi sanh của Đức Phật Bát Đô Má là Kinh Đô Chầm Bá Cá, phụ vương là Asama và mẫu hậu là Asama. Ngài cai trị vương quốc 10.000 năm, ba cung điện của Ngài là Nandutara, Wasutara và Yasutara. Chánh hậu là Utara, có 30.000 cung nữ hậu hạ, con trai là Hoàng tử Rầm Má. Ngài đi xuất gia bằng xe sông mã và thực hành khổ hành trong 8 tháng hai đại đệ tử là trưởng lão sàlá và trưởng lão Ú thì giả là trưởng lão Quá Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão Ni Ra và trưởng lão Ni Su Cây giác ngộ là cây Má Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Biết Giá và trưởng giả Asama, Má. Hai cận sự nữ là Rú và Nandarama. Đức Phật bắt Đúc Ma cao 58 hắc tay, hào quang từ thân của ngài tỏa ra bao nhiêu tùy theo ý muốn của ngài. Các loại ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, châu báu, lửa và các loại ngọc đều biến mất khi gặp ánh sáng của Đức Phật. Thọ mạng trong thời kỳ Đức Phật Bát Đúc Ma là 100.000 năm và sống khoảng 4/5 của thọ mạng Ngài đã cứu vớt chúng sanh gồm nhân loại chư thiên và phạm thiên ra khỏi biển luân hồi và đặt họ trên bờ Niết Bàn. Ngài giúp cho những chúng sanh có ngũ quyền thành tựu được tứ diệu đế ngay trong lúc sanh thời, không bỏ sót một ai và sau khi chỉ dạy cho những chúng sanh khác giữa nhân loại chư thiên và phạm thiên để họ có thể giác ngộ tứ diệu đế. Đức Phật bát Đúc Má cùng với chư thanh văn đệ tử của Ngài đã viên tịch như con rắn lột bỏ lớp da cũ, như cây loại bỏ những chiếc lá vàng, như ngọn lửa cháy ếch sau khi nhiên liệu đã cạn kiệt. Cũng vậy, Đức Phật Bá Mút Đá đã viên tịch Đại Niết Bàn, từ bỏ tất cả các pháp hữu vi trong thân và ngoài thân. Như vậy, Đức Phật Bá Mút Đá đã chiến thắng ngũ ma, đã viên tịch Đại Khu Vườn và Marama, theo đúng với nguyện vọng của Ngài. Xá lợi được phân tán đi khắp cõi chim phù đề và được nhân loại chư thiên và phạm thiên ngày đêm lễ bái cúng dường. Kết thúc lịch sử Đức Phật Bá mưu Đá, Bá mưu Đá Bú Trá Quảm Sát.